cùng mà đến một dự án rất là đẹp và cái dự án rất là mới và đầu năm 2022 đã được ra. Thì Lê Xanh giới thiệu cho mọi người về dự án một chút. Đây là dự án tên Diamond City. Wow. À, thì tên thương mại có thể là Diamond City sẽ triển khai bán hàng vào tháng tư khoảng tháng 5 trong thời gian tới. Hiện tại thì đã nhận được tin OK, với một cái chủ đầu tư rất là tiềm lực là thắng lợi không chủ đầu tư thì nó là Diamond Land mà các dự án là thắng lợi rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Nói đến thắng lợi thì rất là nhiều cái dự án thì nổi tiếng giống như The Sun City và là một cái dự án mà đang triển khai The Sun City là một cái dự án đang triển khai và được tạp chí bất động sản công nhận là một dự án rất là đáng sống và nằm top 10 của Việt Nam, phải không? Rồi, thì sau đây Lê Xanh sẽ cho mọi người biết được cái kết nối vùng của cái dự án Diamond City này. Dự án này thì thuộc địa phận của huyện Bến Lức và một huyện Đức Hòa. Đó, khi mình đi ở cái ngay cổng dự án mình đây thì mình về bên phải thì mình sẽ ra được thị trấn Bến Lức. Nếu mình về bên trái thì mình sẽ xuống thị trấn của Đức Hòa. Đó thì là nằm giữa hai cái thị trấn kết nối bằng một cái đường DT824. Thì cái đường này thì sau này sẽ là đường vành đai 4 kết nối các quận với nhau và có những cái đường xuyên qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì ở một cái vị trí kết nối rất thuận lợi và đây khá hiếm cái dự án có ở đây từ bây giờ. Thì ở đây trên tuyến đường này hiện tại thì nó có ba cái dự án. Phía đầu Bến Lức thì có một cái dự án Úc Maria ha. Rồi, mình xuống một xíu mình sẽ tới dự án của La Cosito. Rồi. Xong rồi đi khoảng một cái số nữa là dự án Đại Bằng City này. Đó đâu, hết chỗ rồi. Nói về những cái dự án nằm trên cái tỉnh lộ 824 này thì gọi là rất là dễ di chuyển, không? Thì ngoài ra thì ở đây thì Lê Xanh biết về cái pháp lý của cái dự án này như thế nào không? Dự án thì pháp lý thì hiện tại là đã gần như hoàn chỉnh, thì hạ tầng mình làm đã xong một phần đến 90% rồi. Rồi, sẵn tiện thì xuống sổ đang bay lên cam để cho mọi người thấy cái tiện ích và những cái cơ sở hạ tầng của cái dự án để tránh lên như thế nào không Lê Xanh? Dự án mình sẽ thiết kế là để bán đất nền và một cái biệt thự và shop house ở giữa. Rồi bây giờ mình xong chưa? Nó sẽ có một cái tiện ích đặc biệt đó là con kênh nhân tạo. Điều tiết khí hậu và làm cảnh quan. Wow, quá tuyệt vời luôn. Như vậy là nó sẽ có rất là nhiều tiện ích trong một khu dân cư. Đúng rồi, ở đây sẽ có tiện ích là khu vực này tạo cho tầng ngoài. Quá tuyệt vời. Và cho hỏi Lê Xanh là ở đây dự kiến những cái gì đó tích nào trong dự án sẽ hình thành trong những năm tới? Nó có tích là khoảng 55, 56 và 58 tùy từng. Rất là nhiều loại diện tích để cho khách hàng lựa chọn, không? Giá cả thì rất là tốt, bật mí cho trong khách hàng nếu mà khách hàng có nhu cầu inbox cho Phước Sửu hoặc Lê Xanh để cảm nhận và cần thông tin nhiều hơn về dự án. Thì Lê Xanh có thể là phân tích cho khách hàng biết được tại sao nên đầu tư cái dự án Diamond City này. Thứ nhất là vị trí kết nối tốt vào thành phố Hồ Chí Minh và nó nằm giữa hai huyện rất là phát triển và có thể là tốt sau này đó là ngoài ra thì Lê Xanh có biết được là những cái gọi là các anh lớn, anh cả bất động sản có dồn về là Long An hay không? Long An là nếu mà tính riêng xét hai huyện giáp thành phố Hồ Chí Minh là Đức Hòa. Rồi, mình anh em có đi về đã được đó. Chuẩn bị về Nam. Đi dạo vòng cho đó. Miền Trung. Sắp về sắp triển khai trong vòng 1-2 năm tới. Rồi ngoài ra là có những cái lối cao tốc lên xuống ở đây, thì vị trí này từ vị trí này đi về cao tốc Trung Lương thì bao xa? Nếu từ đây thì về cao tốc khoảng cây số là tới, rồi mình đi từ cái điểm cao tốc đó mình về Trung Lương mình cũng nữa là em đầu hết. Vậy là kết nối di chuyển rất gần và đặc biệt ở đây là lên Đầm Sen hoặc là siêu thị Aeon Mall, phải không? Rất là tiện lợi luôn. Sân bay nè, cách sân bay tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Sân bay thì 35 phút. Một người gọi là bán hàng rất là tốt tại khu Tây này, thì Lê Xanh cho khách hàng cái nhận định và làm sao để cho khách hàng mạnh dạn chi tiền tại khu vực này.
quý anh chị cần thông tin thì alo cho Phước Sửu hoặc Lê Xanh theo có số đồng hành hotline bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.